vụ tông cảnh sát và hai người dân không qua khỏi, hai người ngồi trong ô tô bị bắt. Sau vụ tai nạn khiến một cảnh sát và hai người dân đã không qua khỏi, công an tỉnh Long An đã bắt giữ hai người ngồi trong xe, trên xe có một số bánh nghi là ma túy. Sáng ngày 22 tháng 4, liên quan đến vụ thiếu tá công an cùng hai người bị ô tô nghi chở hàng cấm tông không qua khỏi, công an tỉnh Long An cho biết cơ quan chức năng đã bắt giữ hai người trong hai người bị bắt có một người tên là Hiếu, thường được gọi là Chỉa, 32 tuổi, ở xã An Ninh Tây, huyện Đức Hòa. Nhà của hai người này cách hiện trường vụ tai nạn gần 20 km. Tối 21 tháng 4, đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh phối hợp với công an huyện Đức Hòa khám xét khẩn cấp nơi ở của họ. Quá trình khám, cảnh sát đã thu giữ thêm một số gói nghi là ma túy cất giấu xung quanh nhà của Hiếu. Theo cơ quan công an, gia đình Hiếu được xem là giàu có ở khu vực. Xung quanh nhà có nhiều cây kiểng đắt tiền, vợ chồng hiếu ít tiếp xúc với người bên ngoài. Như tin đã đưa chiều 21 tháng 4, công an huyện Đức Hòa chốt chặn đoạn đường tỉnh 824 đoạn qua xã Mỹ Hạnh Nam để làm nhiệm vụ. Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện ô tô biển số 49C 29601 nghi vận chuyển hàng cấm. Hai cảnh sát giao thông ra giữa đường yêu cầu chiếc xe dừng lại, tài xế điều khiển không chấp hành, tông thẳng vào lực lượng thi hành công vụ. Ô tô sau đó lao vào lề đường rồi lật ngang. Cơ quan chức năng cho biết dù xe lật nhưng hai người bên trong vẫn khóa chặt cửa không chịu ra ngoài. Người dân thấy vậy đã cầm gậy cậy bung cửa ô tô. Khám xét xe, công an thu giữ một số gói nghi là ma túy. Tai nạn làm thiếu tá Nguyễn Thanh Hào, cán bộ cảnh sát giao thông huyện Đức Hòa cùng hai người dân là Huỳnh Nguyễn Chí Mẫn, 29 tuổi, ngụ tại quận 5 thành phố Hồ Chí Minh và Phan Thị Kim Thanh, 50 tuổi, ngụ tại quận 12 thành phố Hồ Chí Minh bị thương nặng. Cả ba đã không qua khỏi sau khi đi cấp cứu đại tá lâm minh hồng giám đốc công an tỉnh long an đã có mặt tại hiện trường để chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương điều tra vụ việc